mình thật sự hối hận á, vì không biết loại nước này sớm hơn đó mọi người ơi. Theo thống kê, tại Việt Nam cứ 10 người sẽ có một người có vấn đề về hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là chìa khóa giúp cơ thể tràn đầy năng lượng. Để bổ sung chất xơ á, thường mọi người phải ăn rất là nhiều rau đúng không nè? Từ khi mình biết tới lon nước cần phải hạt nha đam này, nó cung cấp một lượng chất xơ cực kỳ lớn cho cơ thể đó mọi người. Mình rất như được khai sáng luôn vậy đó. Trong cần tây á thì chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất nè, nước giúp thanh lọc cơ thể của mình ổn định và cải thiện hệ miễn dịch nữa nè. Vậy thì nước cần phải hạt nha đam này á là một cứu tinh cho ai lười ăn rau đó nha. Không chỉ là người lớn mà các bạn nhỏ cũng thoải mái uống vô tư luôn. Sản phẩm cho sức khỏe, giá thì lại siêu hạt rẻ luôn, chưa tới 28 xu cho một lon như này nè. Ai á mà muốn khỏe bên trong nè, đẹp bên ngoài thì hãy mua ngay nước cần phải hạt nha đam này uống liền nha. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.